你好，你好，你费号是多少？台编号0095。你去过台湾了吗？哎，那你过来乱车？我去过这里。他还没去过。你有亲人在台湾工作吗？em có người nhà người thân ở Đài Loan không? Tôi không có. Ta mấy rượu? Nǐ huì zhòu jiān hè jiǔ ma? Em có biết hút thuốc uống rượu không? Tôi không biết. Ta bù huì. À, zài mù xiān nǐ zuò shěnme gōng zuò? Hiện tại ở Việt Nam làm công việc gì? Tôi làm thợ muộn. Ta chua thỉa cung. À, yī gè yuè xīn suǐ shì duò shǎo? Một tháng lương của bạn ở Việt Nam được bao nhiêu? Một tháng tôi được 3 triệu đồng. À, ta gài 150 huài mèi jīn. Nếu ở tại Đài Loan, lão bản yêu nǐ phối hợp gia ban, nǐ yêu nǐ zhuàn yī zuò ma? Nếu làm việc ở Đài Loan chủ yêu cầu em phối hợp tăng ca thì em có đồng ý không? Tôi đồng ý. Thái nguyên y. À, hiện tại hợp nǐ mèn thán de gōng zuò nǐ yǒu wěn tí ma? Với bài phỏng vấn hôm nay em có vấn đề gì không? Không. Xin chủ là ma? Em hiểu rõ chưa? Tôi hiểu. Ta tâu xin chủ là. Hôm nay nǐ huì dǎ de wěn tí Yào lǎo shí xuè shí xì bù néng xì piàn, nǐ zhì dào ma? À, với những câu trả lời của em hôm nay em phải trả lời thật, em không được nói dối, em biết không? À, biết. Ta chuè shí. Xì xì. Xì xì.